Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng bậc hòa thượng chứng minh cung kính bái bạch chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng. Hôm nay là ngày rằm tháng tư năm Quý Mão, ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Đây là một ngày trọng đại lịch sử của nhân loại. Chúng con rất là hạnh phúc được tắm mình trong suối nguồn từ bi vô lượng vô biên của Ngài. Thật hạnh phúc biết bao nhiêu hôm nay Ngài đã đời trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh. Trời rất là mát mẻ. Hiện tại chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức vân tập ở tại bờ sông Sài Gòn, cũng như hàng trăm Phật tử đã vân tập về đây, chúng con xin cung thỉnh hòa thượng chứng minh, cung thỉnh chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng chứng minh tác lễ cho lễ phóng sanh nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567 dương lịch 2023 được nhân duyên, được phước báo, được tăng trưởng phước đức, tăng trưởng trí tuệ và tăng trưởng thọ mạng cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là bờ sông Sài Gòn, nước đang lên dần rất lớn, đổ từ bến Bạch Đằng quận 1 về đi qua thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương và xuyên đến thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, và ở bên kia đối diện là thành phố Thủ Dầu Một đang chuẩn bị làm con đường đã xong và họ đã hình thành bên đó. Riêng ngôi nhà này thầy cũng xin thông báo, ngôi nhà này trước đây là chùa Hoa Sen của chúng con cũng đã có cái duyên lành có một vợ chồng Phật tử tín tâm với Tam Bảo đã phát tâm cúng dường bài phóng sanh để cho chùa Hoa Sen được thường xuyên tổ chức những buổi lễ phóng sanh nhằm tạo công đức phước báo cho toàn thể chúng sanh. Thành thử ra hai vợ chồng này đã phát tâm phát nguyện là cúng dường cái bài phóng sanh này và cái ngôi nhà này. Tuy nhiên trong suốt 8 năm qua, thực sự tâm nguyện của thầy cũng muốn ở đây cái bãi phóng sanh từ lâu, nhưng nước ngập lên trên 1 mét. Quý vị đứng đây là bây giờ thầy đã làm hoàn thiện rồi. Còn trước đây thầy không cho quý vị phóng sanh ở đây, lý do một lần triều cường lên nước ngập và thầy không có khả năng làm nổi. Bởi vì trong suốt thời gian qua thầy tập trung để làm cái khuôn viên chùa Hoa Sen cũng như cái cổng, cái đường, cái chánh điện tu bổ lại và thầy đã hết năng lực. Tuy nhiên thì năm ngoái thì đã làm xong và năm nay thì thầy cũng đã dốc lực cùng một số mạnh thường quân của chùa đã đem hết tâm lực nguyện lực để mà khôi phục lại cái bờ sông này. Và hiện tại thầy đã đo mức nước cao nhất, triều cường lên cao nhất thì vẫn còn cao 5 tấc. Thành thử bây giờ đã an toàn 100%. Và cái nhà này thầy cũng đã sơn phết lại, sơn phết lại tất cả thứ. Và trưa hôm nay cũng may mắn cung thỉnh hòa thượng chư tôn đức đã nghỉ ngơi ở đây, cũng như Phật tử những lúc khóa tu, những lúc mà về quý vị nghỉ ngơi thì quý vị cứ tá túc ở đây để chúng ta có thể là thoải mái. Đây là một cái dòng sông và diện tích ở đây trên 1.000 m2. Và hiện nay thì bờ sông đã làm được 90%. Thầy đã trồng dừa và trồng những cây cảnh để mà tạo một cái không khí ở đây. Và hy vọng sang năm quý vị mùa Phật đản là quý vị về là có dừa uống rồi. Bây giờ dừa này chỉ còn 1 năm sau là có thể là có dừa. Quý vị thấy bên kia là có dừa, tức là họ trồng rất là nhanh. Để mà chúc mừng là hôm nay thì ta khai mạc tức là khai trương cái bài phóng sanh. Đồng thời bộ con cũng cung thỉnh hòa thượng chứng minh vào trong cái nhà để mà sai tình tất cả các căn phòng và nhà khóa tu của đạo tràng Hoa Sen, và xin quý vị cũng lần lượt đi theo để vào trong đó để tham quan ngôi nhà. Thì rất nhiều phòng và chúng con cũng đã làm hết tất cả âm lực nguyện lực của chúng con. Bây giờ xin quý vị chắp tay và cùng với hòa thượng niệm hương về mình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ma ra ma dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà tất đà vô nghe bà ra dạ ta bà na ra đi ta bà ma ra ra ta ta bà ma lên ta tăng na vong cứ dạ ta bà ma ta bà vong lên đà dạ ta bà dạ kiến ra ra lên đà dạ ta bà ma ra ma yên ta đà dạ ta bà ra ra đi bà ra ra dạ ta bà ma bà lời tăng ý ra dạ ta bà ra mô ra 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 dạ dạ ra mô a di dạ bà lô li đê đức mạng ra dạ ta bà điền đô mạn đa ra văn sa dạ ta bà lên điền đô mạn đa ra văn sa dạ ta bà lên điền đô mạn đa ra dạ ta thượng chúc Phật nhập tăng huy Phật luân thường truyền phong điều vụ thường quốc thái dân an càng qua độ đức tai nạn thời ưu thế giới hòa bình chúng sanh an lạc nhất tâm cầu nguyện mười phương chư vân chư đại bồ tát chư hiền thành tăng thủy từ phòng quang gia hộ cho hiền thiện đệ tử chúng con Phật mà lịch 2567 dương lịch 2003 đồng thời nước nhờ công đức phóng sanh hôm nay tội diệt phước sanh căng lành lành tăng tăng tượng nghiệp chướng tạo chướng sở trí chướng tức giải tiêu diệt tai qua nạn khỏi tất tình bình mình tiêu trừ phước tỷ hưng long long thân tâm thường an thường lạc trí bác nhà thường minh bồ đề tâm kiên cố cùng đại gia đình công ty doanh nghiệp mạng vì tin an sợ nguyện sợ câu giải thành tựu hồi hướng công đức phóng sanh hôm nay phụng vì kỳ siêu việc nam phật tử thọ ba tất tâm giới hướng linh nguyện tuân hại mất ngày mùng 10 tháng 2 nhuận năm Quý Mão hương thọ 64 tuổi hương linh đã tử vong tại bờ sông Sài Gòn nguyện cầu đại chúng cùng 10 phương chư Phật tiếp thêm độ hương linh bản sinh cực lạc hồi hướng công đức phóng sanh hôm nay phụng vì cầu siêu hướng linh nguyện đông điền pháp dân hành phước hướng linh nguyện thị bồng pháp dân hương hề cập chư hướng linh hậu dân vô vị vô danh hiệp sao tạo thương xa lạc bức tường ly hương biệt quảng mồ phân thức tích đàng đàng liệt bị chư hương linh nguyện chư hương linh phiền não đoàn diệt hiệp chướng tiêu từ tốc xả mê đồ siêu sanh tình độ hồi hướng công đức phóng sanh hôm nay nguyện cầu an cho bệnh nhân Phật mình tự hiện đang điều trị bệnh ung thư Lê Thị Huyền Trang niên 1987 hiện cư trú tại số 18-05 Phạt Năm Quyền Hồng Xen Tô Bát Phường Hâm Hai Quận Bình Thành Thành Phố Hồ Chí Minh nguyện cầu an hướng linh nguyện hữu bậc hướng linh trần trần thì tiệm mai hướng linh nguyện phước tuần an hướng linh nguyện thì diệm hương
Phật tử nguyện thị uyên nhi hiện toàn gia nam nữ đệ tử nội ngoại thân bằng quyến thuộc chúng đàn đàn có nguyện âm chiếu dương thải vào giới chúng sanh tình dự vô tình tề thành Phật đạo nam mô quý vị và chúng ta cung thỉnh chư tôn đức chuẩn bị để làm lễ Phật đản chương trình chính thức chiều rằm hôm nay và lễ Nam Phật tất cả chúng ta đều về đây nên tham dự buổi lễ Nam Phật. Quý vị nào mà không được về đây mà tắm Phật thì một điều thiếu sót rất lớn. Dù trời có mưa có gió chúng ta cũng phải tắm Phật chiều hôm nay. Ai thì đảm bảo thầy thông báo. Và sau buổi lễ tắm Phật thầy xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như quý vị chúng ta ở lại để dùng chay thanh mật với chùa Hoa Sen. Ai thì đảm bảo. À, những con chim được phóng sanh và sắp đến hàng ngàn con cá cũng được thả ra tại bờ sông Sài Gòn. Ở đây có nhiều người là ở bên bờ sông họ đang hướng về chúng ta và họ biết chúng ta đang là người trong cảnh họ cần chấp tay của mình. Rồi bây giờ xin quý vị chúng ta lần lượt một người phúc thì có vài ca. Rồi sau đó mình thả ca xuống rồi tất cả những người khác thì các tiến hành vào từ từ thôi, từ từ thôi, đừng không nhịn chịu như vậy thôi. Rồi rồi quá nhiều thầy xin mời tất cả một số thanh niên để có phần tiền mà tôi cho Phật tử là thả mà như thế được cũng không phải ai mà tôi có thể thấy là không thân thuộc vào ta thật là hồi như được chúng ta hành ra ca và tôi cũng cá được rồi một phần hết thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.